Đêm qua và dạng sáng nay, 18 tháng 12, nhiệt độ tại Phan Xipang giảm xuống dưới 0 độ C, băng giá phủ trắng trên cây cỏ. Băng giá xuất hiện ở độ cao 2.800 mét. Đây là ngày thứ hai băng giá xuất hiện tại khu vực Phan Xipang, tính từ đầu mùa đông đến nay. Núi rừng Hoàng Liên Sơn phủ màu trắng của băng giá trong sáng sớm 18 tháng 12. Theo dữ liệu nhiệt độ của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 6 giờ ngày 18 tháng 12, Trung Khánh, Cao Bằng và Sapa, Lào Cai lạnh nhất cả nước với mức nhiệt chỉ 2,4 và 2,6 độ C. Một số địa phương khác có nền nhiệt thấp như Mẫu Sơn 3,4 độ C, Cao Bằng 5,3 độ C, Sìn Hồ 4,5 độ C, Pha 4,6 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo hôm nay Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại, vùng núi Bắc Bộ khả năng xảy ra băng giá, rừng muối, Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại, từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét.